Được không anh? Được không dạ? Gì? Hơi quá trời trái luôn. Nó rụng ha. Ê, không có bưng con. Không có bưng hết á. Thường. Bình thường. Anh hai làm gì anh hai? Hai. Ủa? Không, con làm gì đó, không có đi vô kẹt. Ui. Không. Sâu không đó, nó bắn bật bật á. Đâu xe đẹp đâu coi mày coi. Gì cha? Được không? Trời cháy chà bá lửa luôn. Xe xịn trợn, lắp ráp thành. Ơi, gỗ xịn luôn kìa, vẽ chỗ nào là dính chỗ đó luôn. Trời ơi, que vàng luôn hả? Còn nhiều trái bự không anh? Bé anh. Ngoài xa vậy luôn hả? Ôi siêu luôn. Chế được cái vợt. Vậy là gỡ ra. Không thấy. Em dưới đây em sao em thấy? Mẹ ơi mẹ. Thương đâu ai thương đừng phá. Chắc bẻ gì rồi quá. Đó. Ừ, trái đó anh, hai trái luôn. Ơi, gớt nha, gớt cái kia nha. Rồi, bể đầu lụm ơi. Chừng... Gớt một trái rồi. Nó dính hai trái, cái gỗ mình có một trái rồi, sao bẻ được. Ủa, rồi dính luôn hả? Ê, không, Giang không ngủ gớt con. Cái gì? Ê, Giang đây mày lụm cho. Mày lụm cho. Ngủ nó gớt đầu kìa. Con trái mẻ đầu rồi. Ôi trời. Nè, cầm đi, để đi. Mẻ đầu rồi. Đâu, quay xuống. Đưa xuống. Rồi. Giật xịn luôn. Giật xịn sò luôn. Cái gì vậy? Ừ, anh cái hai trái xài mà quạt vô con trái xài mép trong là xài cốc á. Đó. Thấy không? Thấy có trái xài cốc không? Ừ, trái nhỏ già đó. Nó bị. Rồi nó bị. Mẹ. Ừ, đem để dép cho cha đi. Đâu có. Không ơi, quăng rủng đầu. Không. Cái gì cha? Coi chừng gớt đầu hai đứa vậy đó. Cái gì?